Đây là một chiếc của Alpha đời đầu nha. Bây giờ tình trạng của xe là đang chạy xăng thừa. Đang chạy xăng thừa. Thì chúng ta sẽ mở ra vệ sinh bình xăng và làm lại cái bon tu của nó cho nó chính xác. Thì thứ nhất là nó bị đóng qua cái lớp xăng cặn bã của bình xăng lớn, nó chảy xuống hoặc nó bít cái con tu, hay là nó kẹt cái con tu, nó kê cái bon tu trong đó đó, thì nó sẽ không đóng được, không đóng kín được, thì nó sẽ bị chảy xăng thừa hay gọi là xăng dư đó. Thì giờ hôm nay mình sẽ thực hiện cách mở ra làm cho mọi người xem, mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình làm cho. Giờ mình sẽ thực hiện mở ra, mình sẽ khóa xăng lại, mình sẽ mở ra. Bình xăng con này đã được chắc một thời nào đã làm rồi, thì anh ta đã lấy một cái chân nhang hay một cái gì đó đã làm nóng, nóng là đã hơ cái này rồi, hơ cái này để cho nó cúp xuống, để cho cái độ hở của cái phao này nó sẽ không được đưa lên nhiều. Đó, ở đây đã được hơ rồi nè, đó, có dấu chấm này nè. Thì giờ mình xem xét cái bon tu này thì không bị gì hết, nó mòn không đều à, khi mà xoáy vô thì mòn không đều, ở đây nó có cái ngấn thì nó đã bị cứng à, thì do cái lỗ này. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện làm cái lỗ này, mình sẽ bỏ vô máy, mình sẽ xoáy cái này đi cho anh em xem, thì lúc đó nó mới kín được, xăng nó sẽ không chảy. Thì dụng cụ chúng ta sẽ xoáy cái bình, cái lỗ này cho nó kín, chúng ta sẽ dùng một cái bon tu cũ và một khúc ống xăng ha. Đây là cái ống xăng thừa, ống xăng thừa của bình xăng con mà bình xăng rin nha, ống xăng thừa. Chúng ta sẽ bỏ vô máy, chúng ta sẽ bỏ vô máy, chúng ta sẽ xoáy cái này cho nó kín, vì chúng ta thấy xúc bắp vậy đó. Nhưng chúng ta xoáy nhẹ thôi, xoáy mạnh nó nhiều lúc nó sẽ bị mòn sâu quá thì nó cũng sẽ không đóng kín được, nó sẽ không đưa tới cái phao, nó đưa lên không tới, thì xảy ra tình trạng nó sẽ không có đóng kín xăng được. Bây giờ mình sẽ thực hiện cách xoáy cho nó kín như xoáy xúc bắp vậy đó, nhưng mình sẽ bỏ lên máy mình xoáy trước tiên, mình bỏ vô cho nó mịn cái đã. Bây giờ mình sẽ thực hiện bỏ vô nha. Mình sẽ thay thế cho một con tu mới nha, một con tu mới kia. Mình đã vệ sinh sạch sẽ và mình đã thay một cái con tu mới vô rồi nha. Bây giờ mình đã gắn vô, mình đã mở xăng rồi. Thì hồi nãy là cái bình xăng, cái thế bình xăng là thế đứng và nó đã chảy xăng thừa, nhưng mà cái thế này là thế nghiêng bình xăng. Bây giờ mình sẽ thử cho mọi người xem cách nghiêng bình xăng để cho như thế nào để cho nó đúng, và như thế nào là để cho nó chạy ra. Đây là cái thế xe đang nghiêng nè, mình xăng mình mở ra ngoài rồi nha, mình sẽ nghiêng bình xăng. Đây, mình sẽ nghiêng bình xăng. Mình nghiêng với điều kiện nghiêng như vậy á thì bình xăng nó mới chảy,
ha. Thì cái xe của mình mà như vậy thì nó đã ngã rồi, thì nó lúc đó nó chạy bình xăng là bình thường. Còn mình đã đóng bon tu, mình sấy là kính rồi, bây giờ mình sẽ nghiêng lại từ từ ha. Mình làm như vậy thì đã kính rồi đó. Thế này là thấy nghiêng của bình xăng đây, mình đang nghiêng bình xăng đây à, nó đã kính rồi nha. Thì mình sẽ vệ sinh sạch sẽ, mình sấy kính thì mình gắn vô là sẽ ok. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em này thôi.